Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hôm nay của mình. Như các bạn đã biết, ở trên điện thoại iPhone có cái tiện ích thư viện ảnh cực kỳ hay và hữu ích. Chắc chắn các bạn không còn xa lạ gì, nhất là những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo cực hay về thư viện ảnh. Đó là các bạn có thể tạo mật khẩu, các bạn có thể bảo mật thư viện ảnh ở trên điện thoại iPhone. Cực kỳ hay dành cho bạn nào đang tìm cách để các bạn có thể bảo mật cái phần thư viện ảnh. Các bạn cùng theo dõi trong video này của mình nhé. Rồi, bình thường thì các bạn vào cái mục thư viện ảnh này, các bạn mở thì các bạn sẽ vào được bình thường nhé. Hoặc là bất kỳ ai các bạn chọn vào thư viện ảnh cũng có thể chọn vào bình thường. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo cái phần bảo mật cũng như là tạo cái phần mật khẩu khi các bạn truy cập vào thư viện ảnh nhé. Thì đầu tiên, những bạn nào mà chưa có cái ứng dụng phím tắt như thế này nhé, các bạn hãy lên cái phần App Store, các bạn tạo cho mình, các bạn tải cho mình cái phần phím tắt về. Đấy, sau khi các bạn tải xong cái phần phím tắt, các bạn sẽ click vào phần phím tắt cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục dấu cộng này và có cái mục là tạo thư mục tự động hóa cá nhân, các bạn chọn vào. Đấy, nó sẽ đưa cho các bạn đến cái phần là tạo tự động hóa mới. Trong mục này các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái phần là ứng dụng nhé. Các bạn chọn ứng dụng, ok. Ứng dụng thì trong cái phần ứng dụng này, đây sẽ là cái trang mới, các bạn sẽ chọn vào đây. Các bạn chọn cho mình cái mục là ảnh nhé, ảnh này, đó, các bạn chọn xong này. Rồi, khi cái phần ứng dụng này hiện thị chữ ảnh rồi, thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình chữ tiếp ở đây. Các bạn chọn tiếp này. Sau đó thì các bạn sẽ thấy đến tiếp cái phần là tác vụ nhé. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình là thêm tác vụ. Rồi, trong mục thêm tác vụ này các bạn tìm cho mình cái từ là timer nhé. Đấy, timer. Hoặc là các bạn gõ cho mình cái cụm từ là bắt đầu hẹn giờ cũng được. Các bạn sẽ chọn vào. Và trong cái mục là bắt đầu hẹn giờ, đây này, các bạn sẽ nhìn phía dưới này, nó có cái chữ 5 phút. Thì các bạn sẽ chuyển cho mình thành sửa số 5 nhé. Đấy, các bạn chọn số 5 này này. Đấy, các bạn chọn số 5 này. Đấy, các bạn sửa thành số 1. Rồi, và các bạn sẽ click vào chữ phút này, các bạn đổi thành giây cho mình nhé. Nó có chữ giây, phút, giờ này. Thì các bạn đang chọn phút này thì các bạn đổi lên đầu thành chữ giây. Đó. Và sau khi các bạn chọn xong, các bạn chọn tiếp này. Rồi, tiếp tục ở phía dưới này có cái phần là hỏi trước khi chạy, thì các bạn hãy tắt đi, không hỏi nhé. Và các bạn chọn xong này. Rồi, các bạn sẽ trở về này. Đó, đến là cái phần đầu tiên. Tiếp theo các bạn vào mục cho mình cái mục là đồng hồ ở trên phần điện thoại nhé. Các bạn sẽ chọn vào cho mình cái hẹn giờ này. Đấy, cái mục hẹn giờ ở cái phần tab vàng vàng cuối cùng này. Đây này, khi hẹn giờ kết thúc thì các bạn sẽ click vào cái ô đó. Các bạn sẽ kéo xuống cuối cùng nhé. Thì nó sẽ có cái chữ là dừng phát, các bạn chọn vào. Rồi, các bạn chọn thiết lập này. Đó, rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái mục thư viện ảnh đây nhé. Để thử kết quả nhé. Các bạn chọn vào này. Đó, thì ngay lập tức cái phần thư viện ảnh sẽ được khóa và sẽ được hiển thị quay trở lại cái phần mình khóa chỉ khi các bạn chọn mật khẩu này đấy, hoặc là các bạn sử dụng Face ID thì mới mở được nhé. Rồi, đấy, mình thử lại cho các bạn nhé. Rồi, chọn vào mục ảnh này đấy, thì sẽ khóa ngay sau 1 giây do khi mà các bạn chọn vào cái phần trong cái phần là cài đặt ấy, như trong phần phím tắt ấy, ngay sau 1 giây thì cái phần thư viện ảnh sẽ được khóa lại đấy bằng Face ID, hoặc là các bạn phải dùng cái mật khẩu thì các bạn mới sử dụng mở được cái phần thư viện ảnh nhé. Đó là các bước để các bạn có thể tạo mật khẩu bảo vệ thư viện ảnh hoặc là bảo mật thư viện ảnh trên điện thoại iPhone cách cực kỳ nhanh và hiệu quả. Hy vọng thông qua video này mình đã giúp cho các bạn, những bạn nào mà chưa biết cách thì các bạn có thể tham khảo video này của mình nhé. Nếu thấy video hay, nhớ like video và chia sẻ video cho mọi người được biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.